Ok, đầu tiên thì mình sẽ lên cho mọi người những cái mẫu em cá nhé nha mọi người. Thì em này là em sushi có lỗi nha mọi người. Thì mình có 4 em, 2 em màu vàng, 1 em màu hồng, 1 em màu xanh dương. Thì cái em này nó rất là xinh luôn, nhưng mà mỗi em thì nó đều có một cái lỗi nhẹ nha mọi người. Ví dụ như em này thì có thể là nó bị nứt ở cái phần cổ nè. Còn em màu xanh thì đó, đa phần là những cái em này nó nứt ở cái phần cổ á mọi người. Tại vì những em này rất là mềm. Còn cái em này nó chỉ kiểu như bị nứt sơn ấy. Đó. Mọi người mua trước thì sẽ được những cái em lỗi ít nhé mọi người. Mua trước thì mọi người sẽ được những cái em lỗi ít. Và một em như thế này thì mình sẽ xe cho mọi người còn 8 nghìn một em thôi nha. Rất là lệ luôn và cực kỳ cưng nha. Mọi người có thể làm móc khóa, có móc khóa sắt cực kỳ chất lượng luôn nha. Và mình có 4 em nha mọi người. Vậy tiếp theo thì mình có những cái mẫu lẻ tẻ như thế này nè. Đầu tiên là mình có một cái em dâu như thế này. Cái em dâu này thì mình đã từng bán rồi. Và cái chất thì rất là đặc nha mọi người. Đó, em dâu đỏ. Khi mua mình sẽ được tặng kèm bao bì nha. À, đợt này những cái em sushi đồng giá là 10.000. Thì khi mua mình sẽ tặng kèm bao bì kính như thế này nha mọi người. Còn những cái em sushi từ 12.000 trở lên thì sẽ có được một cái bao bì như thế này nha. Mọi người lưu ý giúp mình. Từ 10.000 trở lên thì sẽ có bao bì này. Và 12.000 trở lên sẽ có bao bì như thế này nhé. Và tiếp theo thì mình có những cái em như thế này. Cực kỳ chậm tăng nha mọi người. Mọi người có thể thấy là em này nó cực kỳ nhiều chi tiết luôn. Nên là nó có bị lỗi ở cái phần cánh tay nha. Đó. Bị lỗi cực kỳ nhẹ nhưng mà nó cực kỳ chậm tăng. Và một em như thế này thì mình sẽ share cho mọi người với giá là 12.000 nha. Và khi mua mình tặng kèm một cái bao bì như thế này nha mọi người. Tiếp theo mình có một cái em lát bánh mì. Cái em lát bánh mì này thì mọi người lưu ý giúp mình là nó khác cái bánh mì như thế này nhé. Bánh mì này chỉ có giá là 10.800 thôi. Còn bánh mì như thế này là một cái bánh mì Rakuma cực kỳ đẹp. Một em này mình sẽ bán với giá là 12.000 khi mua được tặng cái bao bì như thế này nha mọi người. Những em đồng giá 12.000 trở lên sẽ có bao bì như thế này. Mình có một cái em bánh cực kỳ mềm như thế này luôn. Bánh này hồi xưa rất là hot nha mọi người. Bây giờ thì mình đã có trở lại rồi đây. Và nó có kiểu như hơi bị bụi 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 chút. Một em này sẽ có giá là 15.000 nha mọi người khi mua được tặng cái bao bì. Và tiếp theo mình có một cái em như thế này. Rất là cưng luôn. Mình sẽ làm một bao bì cho mọi người xem. Một cái em cáo đeo nơ nha. Nhưng mà nó có hơi bị dơ á mọi người. Cũng khá là buồn ha. Đó. Cái màu của nó không có được trắng lắm nhé. Một em này mình sẽ bán với giá là 15.000. Khi mua mình cũng nên tặng kèm một cái bao bì như thế này nha mọi người. Và tiếp theo trên màn hình đó chính là mình có ba cái mẫu như thế này. Thì đầu tiên là mình có cái mẫu em bóng rổ ha. Cái băng đó mọi người. Nó cực kỳ chậm tăng luôn. Mình sẽ mở một em ra cho mọi người xem. Đợt này mình chỉ về có hai em thôi. Và những cái em này á, được tặng kèm một cái bao bì nha mọi người. Những cái em nào mà mình giới thiệu những mẫu nào mà mình để kèm bao bì như thế này thì khi mà mọi người sẽ được tặng một cái bao bì như thế này nha. Đó, cực kỳ chậm tăng nha mọi người. Một em băng như thế này sẽ có giá là 12.000 khi mua được tặng kèm bao bì. Tiếp theo mình có một cái em cái hát cạo như thế này, cái chất của nó rất là dính nha mọi người. Và nó cực kỳ chậm tăng luôn. Em này thì nó có hơi bị dơ một chút. Mọi người thông cảm là những cái em màu trắng khi mua về nó sẽ không có được trắng lắm đâu nha. Một cái em hát khảo như thế này sẽ có giá là 14.000 nha khi mua được tặng kèm một cái bao bì như thế này. Tiếp theo là mình có một cái em chuối. Em chuối này thì cực kỳ thơm luôn mọi người. Nó là một em chuối nhưng mà không có thơm mùi chuối nha. Đây là một em chuối Samini. Mình có hai em như thế này và cực kỳ chậm tăng, cực kỳ mềm. Một em chuối này sẽ có giá là 15.000 khi mua mình được tặng kèm một cái bao bì như thế này nha. Chỉ có 15.000 một em thôi. Và mọi người xem nè. Thế biết mình có những cái mẫu cực kỳ cưng luôn. Đầu tiên mình sẽ có một cái mẫu ha. Cái này là một cái em cù ha. Chính hãng nha mọi người. Nhưng mà thời điểm mình quay cái video này thì mình không có nhớ cái tên hãng của nó ấy. Nhưng mà em này mình có biết và mình nghĩ là mọi người cũng sẽ biết cái em này hồi xưa nó rất là nổi tiếng luôn. Và hồi xưa mình nhớ cái em này nó tơ vào tầm 7-80 mà ta mình không nhớ nữa. Nhưng mà bây giờ nó rất là xinh luôn.
cực kỳ chậm tăng. Và nó có một cái lỗ đó trên này nó bị cấn móc khóa này mọi người thấy không? Đây nè, nó bị cấn cái móc khóa ấy. Nhưng mà ngược lại nó xinh lắm. Khi mà mình tặng kèm cái bao bì này nha mọi người. Đây, bao bì rất là xinh nha. Mọi người có thể thấy là nó có hơi bị cấn một chút ấy. Đây nè, nhưng mình sẽ bán với giá là 25.000 một em nha. Mình sang những cái em, cái này là cực kỳ nấm á mọi người. Ủa nó xinh lắm, mình có rất là nhiều màu. Mình có hai em màu hồng nhạt, một em màu vàng, một em màu hồng đậm. Và mình thích nhất là cái em màu vàng như thế này. Em ít lỗ nha. Đây là một cái em bánh. Hay là một cái em bánh phô mai ha. Không biết có phải là bánh phô mai hay là bánh bánh cua hay bánh gì đó mọi người. Bánh sừng cua ha. Rất là mềm và cực kỳ chậm tăng. Một em này mình sẽ bán với giá là 12.000 rưỡi nha mọi người. Khi mua mình được tặng kèm một cái bao bì như thế này nha. Mình còn một cái em mochi thọ cực kỳ chậm tăng. Rất là chậm tăng luôn nha mọi người. Ôi trời mà nó không trồi lên luôn. Và đây là phần bao bì. Khi mình được tặng kèm một cái bao bì như thế này. Một em mochi như thế này sẽ có giá là 14.000 nha. Cực kỳ chậm tăng, mọi người muốn em này chắc chắn sẽ không bao giờ hối hận đâu. Tại vì cái chất nó rất là đã luôn. Mình có một cái em cá heo. Rất là mềm và cực kỳ cưng nha. Ui, rất là xinh luôn. Mình có màu xanh và màu hồng. Một em như này mình sẽ bán với giá là 13.000 một em. Khi mua mình đã tặng kèm một cái bao bì. Mình có một cái em tim như thế này nha mọi người. Cái em tim cực kỳ chậm tăng và cực kỳ mềm. Đây, ở đằng sau của nó có cái license. Em này thì cực kỳ mềm nha mọi người. Và cái chất nó rất na ná với cái chất Indo á mọi người. Bóp rất là thích luôn. Một em như này mình sẽ bán với giá là 13.000. Khi mua mình đã tặng kèm một cái bao bì như thế này nha. Rất là cưng luôn. Mình có một em sushi, duy nhất một em thôi mọi người. Và cực kỳ chậm tăng luôn nha. Đó, cực kỳ chậm tăng. Một em sushi như này với giá là 11.000 nha. Khi mua mình tặng em một cái bao bì kính nha mọi người. Và mọi người ơi, có thể là những cái em này. Và mọi người ơi, có thể là những cái em này thì nó có sẽ, tùy em nó sẽ có một chút khuyết điểm nhẹ nha mọi người.